Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì em xin phép được báo giá những cái mẫu xe mà đang có sẵn tại cửa hàng em ngay lúc này nhé. Vừa nhận cọc khá là nhiều xe, đang về trên đường về một vài xe quý anh chị và các bạn ạ. Thì trong clip này, ngay đầu thì chúng ta có chiếc Santa Fe này. Đầu tiên là chiếc Santa Fe quý anh chị và các bạn nhé. Một chiếc Santa Fe màu trắng rất là đẹp ở đây, năm sản xuất là 2020 thôi. Chiếc xe này thì đang được chào bán với cái mức giá là 865 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Là chúng ta cùng ngó luôn xuống bên dưới một tí này, ngó qua phần đuôi xe rồi các thứ, san máy xăng, bản full cao cấp 2020, 865. Chiếc BRV bên dưới này thì bên em vừa nhận cọc xong, bên em còn một chiếc như này nhưng mà bản màu đen, bản G, sản xuất 2023, đi được khoảng 28.000 cây của anh chị và các bạn nhé. 635 triệu đồng, có bớt tí thì lộc rồi cho quý anh chị và các bạn. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Range Rover phiên bản HD Sport với năm sản xuất là 2008. Chiếc xe này thì đang được chào bán với mức giá là trên 500 triệu tại Car Center, cực kỳ hợp lý để trải nghiệm. Chiếc Camry này thì bên em cũng đã nhận cọc rồi, chờ ngày giao xe nên là em sẽ không giới thiệu qua nữa. Đấy, lên phía trên chúng ta có đây một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 với năm sản xuất là 2020, lăn bánh được 4 vạn mai, hiện đang được chào bán với cái mức giá là 1.685.000.000, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. GLC 300 4MATIC mọi người nhé. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc GLC 200 với năm sản xuất là 2022. Đây, xe cực kỳ đẹp luôn, model mới GLC 200 màu đen, nội thất kem. Còn chiếc GLC 300 là màu trắng, nội thất đen quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì lăn bánh được có hơn 30.000 km thôi và hiện đang được chào bán tại Car Center với cái mức giá là 1.499.000.000, có gia lộc một chút cho quý anh chị và các bạn để xem xe trực tiếp tại showroom. Đấy. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Kia Carnival, phiên bản là phiên bản sản xuất 2022. Chiếc xe này thì là bản phun dầu Signature 6 ghế, có hàng đi đường đi ở giữa này. Giá đang được chào bán tại Car Center là 1.340.000.000, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn nhé. Bên dưới chiếc Carnival này thì chúng ta có một chiếc GLC 300 sản xuất 2018. 300 4MATIC sản xuất 2018 hiện đang được chào bán với cái mức giá là 1.169.000.000, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Bên cạnh thì là một chiếc Fortuner đến từ nhà Toyota, một chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2017, phiên bản máy xăng một cầu số tự động 2.7V, hiện đang được chào bán là 739.000.000, có gia lộc chút chút cho quý anh chị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy lên tầng xem nốt những cái mẫu xe, một số mẫu xe còn lại ở trên tầng. Đấy, và chúng ta vừa thấy một chiếc CRV thì chiếc đấy bên em đã nhận cọc rồi, em sẽ giới thiệu sau. Trên tầng thì chiếc Veloz này bên em đã bán rồi quý anh chị và các bạn nhé. Còn bên cạnh thì chúng ta còn một chiếc Mazda 3 với năm sản xuất là 2018, phiên bản là phiên bản 1.5 AT, lăn bánh được 5 vạn km, hiện đang được chào bán với cái mức giá hiện giờ là 439.000.000, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Chiếc Nissan Navara màu trắng bên kia thì là sản xuất 2016, hơn 300, còn cụ thể thì bọn em sẽ báo cho quý anh chị và các bạn sau. Đấy. Toàn bộ các mẫu xe bên em đều cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra, không có đâm đụng, tai nạn làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe, xe không ngập nước, thủy kích, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, xe không phạt nguội, hồ sơ pháp lý an toàn bảo đảm. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Bên em vẫn còn đang về rất là nhiều mẫu xe đấy, như là GLC 250 2016 này, hay là như Porsche Macan này, 570 này đấy, mẫu xe nào tầm tiền nào bên em cũng có. Nếu mà quý anh chị và các bạn quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.